Google đã gỡ bỏ gần 7.000 video clip trên YouTube có nội dung phản động. Thưa quý khán giả, gần 7.000, Google đã bỏ cộng đồng mạng tại Việt Nam đang lại dậy sóng trước thông tin. Hàng ngàn video trên YouTube đã bị Google gỡ bỏ theo yêu cầu của chính phủ. Thứ nhất, chống phá đảng. Tính đến hết tháng 6 năm 2018, Google đã ngăn chặn gỡ bỏ gần 6.700 trên tổng số 7.000 video clip đăng trên YouTube theo trang ICT News. Trong số video bị gỡ bỏ có gần 300 video liên quan đến Formosa và các tỉnh miền Trung với nội dung phản động, kích động nhân dân chống phá đảng và nhà nước theo bài báo trên ICT News. Ngoài ra có 6 kênh YouTube đã bị Google chặn hoàn toàn. Trong khi đó, Facebook đã ngăn chặn gỡ bỏ gần 1.000 trong tổng số 5.500 đường link có nội dung vi phạm pháp luật Việt Nam. Thông tin này đã được đưa ra tại hội nghị sơ kết công tác thông tin và truyền thông 6 tháng đầu năm 2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông. Cũng tại hội nghị này, Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông đã được ICT News dẫn lời cho hay những thông tin xấu độc trên mạng xã hội có tác động tiêu cực đến tình hình, tư tưởng, dư luận, xã hội, dấy lên một sự nghi ngờ và hoang mang dao động dẫn đến sự tự diễn biến, tự chuyển hóa, làm giảm sút lòng tin của nhân dân đối với đảng, nhà nước và chế độ. Bộ Thông tin Truyền thông vì vậy đã liên tục đẩy mạnh các hoạt động trao đổi làm việc với đại diện của Facebook, Google để yêu cầu giải quyết các đề nghị của Bộ trưởng của Bộ trong việc ngăn chặn, xử lý, gỡ bỏ thông tin và vi phạm luật pháp Việt Nam trên mạng xã hội và hiệu quả hơn. Bộ này cũng cho hay đã xây dựng bộ quy tắc ứng xử cho các nhà cung cấp dịch vụ và người sử dụng mạng xã hội tại Việt Nam để hướng tới xây dựng một môi trường mạng lành mạnh. Theo ICT News, Facebook đã xây dựng một kênh riêng để giải quyết các đề nghị gỡ bỏ thông tin vi phạm xã hội của Việt Nam. Google, Facebook đã đồng tình với luật an ninh mạng của Việt Nam. Trong khi đó, hai công ty Google và Facebook được cho là đã đồng ý tuân thủ luật an ninh mạng của Việt Nam theo lời chỉ dẫn của tờ VN Express. Và thưa quý khán giả, một tin rất vui. Chúng tôi rất vui mừng khi được thấy một cái bản tin như này. Và trong vòng vài ngày nữa, chúng tôi muốn nhìn thấy một số những cái bản tin mà chúng tôi nghĩ rằng trong vài ngày vừa qua chúng tôi không muốn nói đã có một số tài khoản cá nhân và một số bài trên Facebook đã bị âm thầm gỡ xuống. Và người bị gỡ đã không dám nói, không dám tha, không dám kêu ca và không dám đổ tội cho ai hết. Bởi vì cái luật an ninh mạng này, và những người nào mà xuyên tạc nói rằng là Google với Facebook sẽ rút ra khỏi Việt Nam vì cái luật an ninh mạng, tôi yêu cầu những người đó hãy rút lại lời nói. Những lời xuyên tạc nhằm chống phá nhà nước Việt Nam cần phải sửa đổi lại. Cũng giống như là cái bản tin, quý vị có thể đụng tới ai, nhà nước Việt Nam có thể dung tha quý vị, nhưng mà quý vị đụng tới một tòa đại sứ Mỹ, quý vị rất là cẩn thận. Đó là lý do tại sao mà Will Nguyễn cũng như gia đình không dám viết gì ở trên cái hệ thống. Trong trang mạng Victoria Nguyễn, quý vị có thể vào Facebook đánh chữ Victoria Nguyễn để thấy rằng chính cô em gái của Will Nguyễn thiết tha kêu gọi vui lòng đừng phát tán những cái bản tin này, chỉ mang tính cách gia đình. Và bây giờ cái đề tài này chúng tôi sẽ nghiên cứu, tại vì cái bản tin này chúng tôi vừa mới nhận tức thời cách đây 5 phút trước khi chúng tôi ngồi vào trong đây để mà hậu chuyện với quý vị. Và